lạc lách đánh võng bốc đầu trẻ trâu. Đừng lo vì đã có bồ câu trắng Decabyte luôn truy sát bạn dù bạn có lái lụa đến đâu. Mang hình dáng của một con bồ câu trắng khổng lồ, Decabyte chính là biểu tượng phương tiện di chuyển cực kỳ cơ động trong quá trình truy bắt tội phạm, một trong những nỗi ám ảnh của các báo thù trẻ tuổi. Và khi để Decarentra Robo ngồi lên, chúng ta mới thấy được cái sự vĩ đại của nó. Ở hình dạng này, hợp thể có thể di chuyển với tốc độ cao, đồng thời sử dụng pháo tín hiệu để tấn công vào nghi phạm đang có ý định bỏ trốn. Đặc nhiệm biến thân Decabyte Robo. So với Decarentra Robo thì Decabyte mình cảm giác giống như một cảnh sát đặc nhiệm được chuyên dụng và bảo hộ bởi những thiết bị chuyên nghiệp. Ông nào có thể chê chứ ở thời điểm này tôi thấy nó vẫn cứ gọi là đẹp nhá. Nhưng mà vẫn lưu ý cũ, màu nhựa trắng này rất dễ bị ố theo thời gian anh em nhá. Tóm lại thì kiểu nó vẫn cứ bị ok anh em nhá.